Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế, những tăng trưởng ấn tượng về sản xuất và xuất khẩu quý 1 năm 2024 thì nhu cầu về điện đã có sự tăng trưởng đột biến lên đến 11,84% so với cùng kỳ năm 2023. Để đảm bảo cung ứng đủ điện, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế thì việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện đóng một vai trò quan trọng. Hội nghị về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn nhu cầu phụ tải điện tăng cao năm 2024 là một trong những sự kiện mở đầu của năm 2024 trong chuỗi các hội nghị thuộc chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Hội nghị nhằm đi trước đón đầu để phòng ngừa, chuẩn bị kế hoạch hành động đối phó với giai đoạn phụ tải điện tăng cao, đặc biệt trong giai đoạn mùa khô năm 2024. Để đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng, an ninh cung cấp điện và không để xảy ra thiếu điện trong bất kỳ tình huống nào, Thủ tướng đã chỉ đạo phải đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc, thực chất và có hiệu quả chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện, chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chương trình quản lý nhu cầu điện, chuyển đổi năng lượng xanh, sạch, v.v. Tại hội nghị lần này, cộng đồng giải pháp tiết kiệm điện, cộng đồng ESS đã chính thức ra mắt với sự tham gia của hơn 20 đơn vị đồng sáng lập, góp phần hỗ trợ thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động về đào tạo, tập huấn, tư vấn và tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.